Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 12 token có ký hiệu là BKNT nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình, các bạn mở download về một cái app có tên là Witch Crypto nha các bạn. Sau đó các bạn mở app lên nè. Rồi. Các bạn bấm net các bạn. Rồi bấm get ta nè. Rồi bấm get ta nha các bạn. Xin bấm vào sign in nè các bạn. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản email của mình nha các bạn. Rồi bấm continue nè các bạn. Rồi trong này thì cái feed name thì bạn ghi họ và tên mình nha các bạn. Ghi họ tên rồi. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi sau đó sẽ có một cái mã OTP nó gửi về email cho các bạn nha các bạn. Thì bạn mở địa chỉ email của các bạn lên. Hiện tại tương tốc cần này nó đã sắp sửa có mặt trên có mấy cái cáp nha các bạn. Rồi 220413. Rồi 220413. Rồi bạn bấm verify nha các bạn. Ok. Rồi các bạn nhập mã pin nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận mã pin nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào set mã pin. Rồi cái mục này là cái mục quan trọng các bạn. Cái mã ghép code này mình để dưới phần link mô tả dưới video, các bạn cứ copy dán vào rồi mà bấm ok nha các bạn. Rồi nó kêu cấp quyền cho nó, cấp quyền cho nó các bạn. VPN lên. Các bạn cấp quyền cho nó nha các bạn. Rồi đây là một cái ứng dụng về cung cấp dữ liệu wifi thôi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào một profile nha các bạn. Phải một AirDrop nó đâu ta. Nha các bạn nhấp vào profile nè, các bạn nhấp vào AirDrop reward nè. Rồi các bạn bấm sell. Claim. Ok. Rồi các bạn cứ đem nghe các bạn. Cứ đem chưa được. Cái này sau khi các bạn verify account của tất cả bạn thì các bạn sẽ nhận được 3 token nữa nè. Rồi các bạn tiện ghép thì các bạn sẽ nhận được 3 token nữa nè các bạn. Rồi cái này các bạn connect với wifi của tất cả bạn, các bạn sẽ nhận được 3 token nữa nè. Rồi các bạn sell này nhận 3 token nữa nè. Submit. Okay. Ok mình đã nhận được 2 token win rồi nè các bạn. Chưa về bạn nó xin mình ta. Wallet. Chưa các bạn. Hiện tại nó mới về balance AirDrop mình các bạn. Nó chưa về ví chính mình các bạn. Submit wallet nè. Address bat sale. À các bạn điền địa chỉ Polygon Matic của các bạn vào đây, các bạn withdraw cho các bạn. Rồi thì sau đó các bạn copy địa chỉ với Polygon Matic của các bạn nha các bạn. Bạn bắt vào đây nè. Rồi bấm sell nha các bạn. Rồi nhập mã pin vào. Ok. Vậy vị chính chưa ta? Hiện tại hai token này nó còn AirDrop nha các bạn chưa có thể rút về vị chính mình được nha các bạn. Sau này chương trình AirDrop nó kết thúc các bạn mới nó về vị chính các bạn mới rút về được nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mình làm tiếp trên CoinMarketCap để mình nhận thêm 10 token nữa nha các bạn. Rồi thì các bạn cũng click phần link mô tả dưới video của mình tiếp theo nè các bạn. Thì chương trình AirDrop trên CoinMarketCap thì mình sẽ get được 10 token có cái hiệu là BKNT. Thì chương trình AirDrop này nó chỉ random cho 21.000 winner may mắn nha các bạn. Rồi thì để tham gia trên CoinMarketCap thì các bạn cần có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap.com nha các bạn. Sau đó các bạn join vào sự kiện. Rồi nhìn dòng đầu tiên thì các bạn bấm up to wallet nè. Tiếp tục follow CoinMarketCap này các bạn. Rồi trên trang CoinMarketCap các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó follow Twitter của nó nè. Dự án này 23.882 thì người theo dõi cũng đã rất là lớn nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục
like Facebook nè. Facebook mình đã like rồi các bạn. Rồi bạn nào chưa like thì like nha bạn. Sau đó follow tất cả các trang mạng xã hội của nó nè. Rồi thích Facebook của nó cái nữa các bạn. Rồi tất cả các bạn làm tất cả các bạn trang mạng xã hội này bạn, join kênh group, subscribe kênh YouTube thì join vào. Rồi các bạn join vào đây các bạn nhớ lướt trang các bạn, cộng mình bằng 7. Rồi tất cả các bạn mới đắp lên nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ Polygon Matic của tất cả các bạn nè, thì các bạn trả giấy chút led cho các bạn copy mạng Polygon Matic nè, các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn, tiếp tục điền username Facebook mình nè. Rồi tiếp tục điền là username YouTube mình nè các bạn, thì các bạn mở kênh YouTube mình ra nha các bạn. Trên kênh YouTube các bạn nhấp vào avatar nè, nhấp vào kênh của bạn nè, thì các bạn sẽ thấy được username kênh YouTube mình nha các bạn, Ngọc Anh MMO. Rồi tiếp tục các bạn điền là username Telegram tất cả các bạn nha các bạn. Rồi nhấp cho ba gạch cùng vào setting nè, copy nè. Rồi sau đó các bạn bấm mở ra nha các bạn. Rồi bấm vào join address nè các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 12 token có ký hiệu là BKNT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.